Em bây giờ là sẽ giao lưu với mấy anh em một cái cây sam dáng quái đầu này. Mấy anh em dập cái cành xíu này, đây là buổi tối thì cây này cây sam trái nha mấy anh em, coi còn trái không, quay cho mấy anh em thấy nè, chờ một xíu. Nãy giờ cắt cái cọng trái này xuống không? Không, nãy giờ ai chưa có động đậy. Trái nó hết rồi. Hết rồi, cây này hết trùng rụng hết trái rồi mấy. Cây này cây sam trái nha mấy anh em. Thì cây nào trái thì nó trái, cây nào hoa nó hoa, chứ không có mình nói cái chuyện nó không có đúng. Cắt đây luôn. Nhấn ra dài. Rồi, quá đẹp rồi, được rồi, chuẩn rồi. Đó. Bây giờ mấy anh em mình nhìn xem thì những cái gốc đây nó có cái mặt một số cái mặt lỗ thép nó nằm bên xung quanh đây, thì mấy anh em mình giao lưu bình thường không có dán ở đây gì hết nha. Đó, mấy anh em mình thấy những cây nó có những cái tàn rinh khá đẹp của mấy anh em. Rồi trên này cây sam trái nha mấy anh em. Cái chậu này là chậu men Trung Quốc. Thì mấy anh em mình cần cái những cái mẫu như thế này thì liên hệ về Bonsai VN. Số điện thoại là 093 241 1987 hoặc là Zalo 093 241 1987, thì Bonsai VN sẽ giao lưu với mấy anh em những cái cây dáng trật lắc thế này, cốt đế thế này. Bây giờ đo thử cái hòn cốt thử bao nhiêu bạn. Để anh em ta xem vui cái coi. Thì nó là 13 mấy anh em ơi. 13. Thì cái chiều cao của cây này là bonsai mini mà. Bonsai mini tầm trung. Thì cái này là 32 mấy anh em. 32 này. Đó thì mấy anh em mình sẽ có được cái bộ tay tán của nó là 49 mấy anh em ơi. Đó thì cây này là cây thành phẩm mấy anh em. Chỉ cần là dập tay tán là mình chơi thôi. Thì rất là nghệ thuật. Thì mấy anh em mình cần liên hệ về Bonsai VN số điện thoại 093 241 1987 hoặc là Zalo 093 241 1987 nha. Bonsai VN sẽ giao lưu cho mấy anh em các cái loại cây bonsai nghệ thuật. Xin được tắt cái đèn flash để nó có được cái tầm veo. Rồi. Cảm ơn mấy anh em rất là nhiều nha.